hân hạnh được lên đây gặp anh cũng là quý quá rồi. Dạ bà. Có dịp mình hỏi thăm giải là qua để là nói tóm lại là đời thì anh quá thành công rồi, không có bàn cãi nữa. Không rồi có con không dám nhận nha. Cỡ như thành công, cỡ như si chớp lập ra điện thoại này. Anh tin ở tất cả những cái bên thế giới bên kia, tôi cũng tin thế giới bên kia. Và chúng ta bây giờ ráng là tu tập làm sao mà diệt được cái đó, tại vì con người bình thường là ai cũng tham sân si nè, rồi tham tiền nè, rồi tham sắc đẹp nè, tham gái nè, rồi tham ăn nè, rồi tham ngủ nè, thứ gì mình cũng con thì thuộc dạng không phải là tin nữa mà con là sống phần nửa thế giới bên kia. Ừ. Chứ không phải là tin với ông tin trong lúc này nữa. Rất tiếc là bây giờ để tôi với anh có thể chỉ cho tôi cái cách mà tôi có những người quen họ biểu tôi là nên theo bên bên tịnh độ ở hộ pháp để mà chỉ có niệm Phật A Di Đà Phật thôi à. Để tôi nói sao, cái gì đâu. Dễ quá hả? Dễ quá vậy, đâu có không đâu. Bên Chúa luôn đi. Làm sai cái vô ông cha xả tội cái chết cái được Chúa rước. Bên công giáo dễ hơn. Xong rồi. Bên Phật còn phải niệm Phật hơi khô cổ tốt công đồ niệm. Cậu em là cư sĩ Diệu Âm đó ở bên Úc á, cậu được Diệu Âm mà. Còn con á là phải ngồi thiền. Đấy, cái ngồi thiền đó. Cái phải ngồi thiền đó là quý đó là thì con có chỉ người ta dạy ngồi thiền á. Muốn thành Phật thì phải ngồi thiền. Cái phương pháp của anh sao anh giúp cho tôi chứ. Nó bị cái tư tưởng mình cứ nhảy tứ tung bát giác, anh không cách gì mà ấy. Cho nên là muốn chấm dứt đó thì mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay là niệm kinh. Có niệm thì mất ngồi thẳng vậy thôi. Cái quan trọng cái xương sống này nó thẳng. Rồi cái hơi bắt cứ để tay trái lên tay phải cũng được, thay tay phải lên tay trái cũng được. Để như vậy đơn giản thôi. Rồi cứ theo dõi hơi thở. Mình theo dõi hơi thở. Nhưng mà bác phải tưởng tượng cái hơi thở mới quan trọng. Và tưởng tượng gió nó vô bụng mình nó phình ra, cái gió nó ra. Cái tưởng tượng mới làm cho bác quên đi một đống con khỉ nó nhảy lung tung. Đúng rồi. Còn bác mà không tưởng tượng ngọn gió đó là bác vẫn nhảy tùm lum. Ok. Thì nó có cả nó có ngàn cái kiểu. Nhưng mà kiểu con á thì muốn cho mở nhãn lẹ đó thì mình dùng mắt thứ ba trên này. Mình nhìn lỗ mũi, nhìn miệng nhìn rúng thì mình phải giữ một chóp, tại trong đó bác làm cả ngàn triệu chóp nó nhảy lung tung là cái chịu việc làm đúng không, thì bác chỉ làm đúng một việc thôi thì cứ nhìn tới nhìn lui vậy đó, làm một việc thôi thì tự động ấy, từ từ mình quên đi, thì giống như mình cột chặt lại, giống như mình chạy lẹ quá bây giờ mình slow down lại ghiếc là nó quen. Thế là coi như thầy Thích Giác Hải nó nói là sao cho cái body and cái mày đó together. Only one. Thì đó phải làm một động tác để sư phụ không ăn nhiều quá đâu ăn hết. Đấy, thầy Thích Giác Hạnh ổng có giảng, tôi có theo dõi trên mạng đó, ổng chỉ theo dõi hơi thở đó. Ổng chỉ vậy đó. Nhưng mà khó quá, rất là khó. Cỡ như bác con thấy cũng sắp gần đất xa trời hả? Cũng gần đất xa trời. Tôi muốn anh chỉ là làm sao để bác muốn về, bác muốn đi về trời hay là bác muốn đi trở lại làm người lại hay là bác muốn đi xuống, bác muốn nào để con chỉ ra đúng đường hả? Bác muốn đi xuống hay đi ngang hay đi lên thì tất cả đều là con người ai cũng muốn đi lên chứ không ai muốn thì ai muốn. Nhưng mà con chỉ bác là không nổi. Tại đi lên là giống như leo núi nó hơi khó đúng không? Đúng rồi, leo núi là phải mang giày, rồi phải mang gậy đúng không? Đại khái vậy, nó đầy đủ đồ nghề. Nó phải có đầy đủ đồ nghề đúng không? Còn nếu mà con chỉ mà bác không làm được thì bác đừng nói là sao là không có ai dạy tôi đi về đúng không? Thứ nhất, bác trong băng có nhiều tiền thì bác cứ đem xuống chùa nào cũng được, mấy chùa này đổ xi măng hoặc là mua một cái tượng đặt ở đó. Khi mà cái tượng đâu có nhiêu tiền đâu, 50.000 bạc mỗi một người lại cái tượng Phật này thì bác nhà bác cũng có phước nữa.
cái tượng nó cũng giống như heo bỏ ống vậy đó, cũng giống như kiểu Việt Nam mà mấy thằng cha mà làm đường cái nó chặn mấy cái trường để mà ta trả tiền, trả tiền qua đường vậy đó. Thì bác mua tượng bác đặt thì đại khái thì đó là một chuyện. Thứ hai, còn những cái gì mà bác dính mắc trong gia đình con cháu rồi tụi nó này nọ, đừng có quan tâm tới nó. Tại vì bác càng quan tâm bác càng khổ tâm, chẳng có giúp gì được. Thì hai cái đó sẽ làm bác sống dai á. Đừng có quan tâm tới chuyện của tụi nó nữa, đủ xong rồi. Thì bác chỉ làm hai thứ đơn giản thôi là bác sẽ có đường, cơ hội đi về á. Chứ bây giờ thì con thì giờ nó có nghề có nghiệp rồi đó, thành gia thất rồi, nó ở riêng rồi là nó lo phần đó. Thì nhưng mà nói tóm lại thì nó hòa thượng cứ cuối tuần vậy là nó về nó thăm mình là quý quá rồi. Như bữa nay chủ nhật đây là vợ chồng nó cũng sẽ về thăm gia đình. Gia đình rất là hòa bình, bình an hòa thuận nhau là quý quá. Tại khi bác làm đó con cháu nó sẽ bắt chước nó làm theo. Mình dạy cho nó hiểu về Phật đồ. Còn bác không làm mấy đứa con nó tự tử quên luôn. Mình tu cũng phải là tu cho mình. Mình thương con mình thì mình tới chùa hay mình mua tượng là để là cho nó noi theo á. Nó sẽ noi theo mình đó. Bây giờ cái lớp trẻ bây giờ đôi khi nó không có nghĩ vấn đề tâm linh gì nữa. Quên nghĩ hơn nữa đó. Nó lớn lên rồi, nó lớn lên mà nhà tôi vẫn thờ cúng ông bà mà có. Nhưng mà đến khi mà đến lúc mà con thấy mấy đứa lớn lớn này nè, 30 tuổi, 40 tuổi bị ung thư, bị này bị kia chết hoài. Đó là do nghiệp tiền kiếp của nó. Mà thí dụ như bắt huấn luyện con của mình từ 18 rồi lên vô chùa đó, rồi nó biết lại Phật đó, đến lúc mà nó xả cái nghiệp á, nó không có bị chết hoang kiểu đó. Nó chỉ bị nạn nhẹ nhẹ thôi. Chứ đâu phải là nó không biết, là mình để nó không biết. Mình biết cái nghiệp nó đến, nó cũng giống như là cái timer vậy đó, cái để đồng hồ vậy, đúng ngày đúng giờ là trả thôi, không trả kiểu này trả kiểu kia. Còn vô chùa hay là mình đọc kinh hay ngồi thiền á, là mình biết tới đó nó hơi căng thì mình có sự chuẩn bị, rồi mình chậm lại, mình lách léo rồi mình qua. Nghiệp nó sẽ đi theo cái chu kỳ của nó. Dạ, cái nghiệp là những cái thói quen mình làm mà thôi. Nghiệp là tiền kiếp á, thí dụ như nó là đi lính thì nó giết một người thì lúc đó đó đến ngày đến giờ nó phải trả cái nghiệp mà tiền kiếp nó giết người. Chắc tôi cũng không biết tôi trả hết chưa, không biết gần chín năm Việt Cộng nó nhốt tôi ở ngoài miền Bắc đó, cũng là Việt Cộng. Quen rồi ở trên núi con á, có ông làm chảnh anh học á, hồi tiền kiếp ổng là điền chủ khoảng 300 năm về trước. Thì lúc đó ổng giàu lắm, thì nhà ổng có người làm, có mà người ta như đánh xe trâu cho ổng đi vậy đó. Rồi làm sao không biết mà ổng đánh người ta, rồi cái thằng đó nó lọt xuống chiếc xe trâu rồi bị chết. Khi nó bị chết thì hôm nay á ổng về núi, ổng lo núi. Thì trước khi mà cái nghiệp nó đổ á, khoảng mấy tầng đó, ổng lái xe freeway á, giống như có ai khiến ổng đâm vô cái con lương mà xi măng đó để mà lật xe đó. Nhiều lần ổng kể con nghe. Rồi đến khi cái bữa kia ổng lái chiếc xe máy cày mà cắt cỏ của núi á, núi Thiên Long Sơn á, ông hiện giờ ổng đang chảnh kìa. Rồi thì tự nhiên chạy bình thường không sao, chiếc xe lật. Thì nguyên cái đầu của ổng đập bụp xuống xi măng mà ngay chỗ chuồng công của mình bây giờ á, nó có chuồng công á, thì đập. Lúc đó ông mắt ông sưng nè, con là người lái sau lưng chiếc xe máy cày của ổng, mình nhìn y như là thổi con bóng vậy, phù lên cái con quả hồng, con sợ nó bị bể ấy xuống. Rồi chín bồng một mấy chục chiếc xe của thường đó ngay đầu đường chạy vô. Thì ổng xỉu rồi, đập mà đó. Thì khi vô nhà thương mấy khi á, nhà thương đường mấy khi á, thì lúc đó scan rồi lại sọ rồi này nọ, nó là khó cứu. Con ở đây con ngồi thiền, con tiếp xúc mấy vị xuống để mà vô nhà thương giúp ổng. Thì mấy vị mới kể ra câu chuyện con mới biết. Thì nói thôi bây giờ ổng cũng có công làm trên núi, thôi mấy vị cứu ổng đi. Thì mấy vị thương con thì con cứu ổng. Đến khi mà buổi đó là khoảng 2 giờ chiều mà tới 8 giờ tối á, tự nhiên cái đó nó xẹp xuống, nó không bể.
sọ cũng không nứt, nhưng mà nếu một người bình thường mà không có bề trên mà cứu ra là chỉ có chết, sọ cũng bể luôn á, mấy màu nhiệm cứu. Thì sau đó đi về ông bác sĩ ông nói mày sẽ mất trí nhớ, mày sẽ bị đủ thứ, ông nghe ông cũng quặn luôn. Đây những người mà bị như vậy mà là chỉ có ít nhiều cũng bị là ảnh hưởng. Ổng đầy 2 tuần lễ ổng trở lại bình thường 100%. Nghĩa là bây giờ ngõ còn tiếp tục không? Là... ổng đang chảnh. Hiện giờ bác muốn gặp ổng lên chảnh. Thì đó là một cái tiền kiếp khi nghiệp. Nhưng mà tại sao ổng được thoát chết? Là vì ổng có công tưới nước lo bảo quản. Tuy là ổng làm con có tiền đúng không? Nhưng mà mấy chư vị cũng cho ổng xả một cái nghiệp nhẹ. Nhưng mà chính vẫn là con xin giùm cho ổng. Tại lúc mà xe cứu thương thầy ông lên nó chở đi á, là con là người ngồi xuống, mấy thỉnh mấy vị xuống mà. Tất cả đều là cái nghiệp có... thì mà nói cái nghiệp nó đến như vậy. Mình làm cái nào nghe, thiếu nợ nhà băng thì mình băng rắp si, mình xù. Chapter 13 xù. Nhưng mà thiếu nợ tiền kiếp không có xù nổi. Không cách nào xù nổi. Trừ khi mình làm cái gì giống như con mới chỉ bác, thì qua mai á, bác mới vượt qua được. Tôi nghĩ chắc tôi sống thêm chừng khoảng, nghĩa là kèm khoảng 80 rồi, chứ không có khá nổi. Mà nếu mà tôi qua được cái 80 tôi phải ráng tôi tích phước tích đức nhiều rồi, chứ không thì khoảng 80 là... Bác giận nhiêu tuổi vậy? À, đây là 77 tuổi Tây, 78 tuổi ta. Con không biết con có duyên gặp bác bè sao hội Long Hoa không nữa. Tại con thấy bác cũng hiền nhưng mà bác chưa có biết tu lắm. Bác chưa có biết tu mà. Chắc chưa biết tu. Bác chưa biết tu. Bác chỉ có hiền thôi. Hiền có nghĩa là mình ngưng mượn nợ, mình không có thiếu nợ nữa. Nhưng mà những cái nợ cũ nó tính tiền lời rồi sao? Tu có nghĩa là mình bắt đầu mình make payment. À đúng không? Tôi là make payment, còn bác chưa make payment thì nó cũng tăng tương lợi đó. Make payment để con nó trả giùm cho tôi. Con không chưa trả giùm. Nghiệp của ai là người đó, bác hốt đủ à. Phải trả thôi. Thì thôi thì trả thì bây giờ mình trả, bây giờ mình make payment thì có gì mình về mình payment thôi. Có bao nhiêu mình trả bao nhiêu. Chuyện đó có thiệt lên hỏi ổng, nhưng mà thật sự ổng là ông giáo. Mà nói ổng cũng cực cười, ổng tin. Cái vụ cứu ổng á, bữa đó. Ở vậy có cái núi mình á, cứu được biết bao nhiêu người của cái thời hiện đại. Ở xa và cũng ở gần luôn. Mấy chị gì rất là từ bi. Cái số mệnh của mình á, nó sẽ thay đổi nha. Chứ không phải là đến ngày đến giờ chết. Mình thay đổi được á. Mà mình có chịu thay đổi hay không? Cái vấn đề mà ra đi thì cái xác cái thân tứ đại này mình mượn tất cả đều mượn hết rồi thì phải trả thôi. Còn cái hồn của mình nữa mới xuất ra là mình cứ tiếp tục nữa, là nếu mình gây nhiều cái nghiệp xấu thì mình phải trả thôi. Làm sao mà tránh khỏi hết. Nợ thì phải trả thôi, nợ thì phải trả thôi. Trả kia là ngay bây giờ thì phải trả sau này. Ví dụ tôi nợ anh đó thì sau này tôi phải đầu thai để mà tôi vô nhà anh tôi ở tôi... Nó tùy theo người người thường đó thì đòi nợ con không có đòi con cho không, không cần phải đòi. Để đòi mình phải xuống thế gian mình làm người nữa mình mới nhận cái đó lại. Thôi mệt. Đấy, quá anh xù. Anh trả giùm nợ cho tôi đi. Anh cho tôi để coi như anh trả giùm nợ tôi đi. Nợ ai nấy trả. Nợ ai nấy trả hả? Dạ. Để giờ tôi phải ráng tu thôi. Tu hành thắng. Mong rằng được trên trước phò hộ. Chứ không thì chắc tôi. Nếu mà trời Phật mà không phò hộ tôi thì chiến tranh nè. Rồi ở tù nè. Rồi qua đây là tới 3 lần bị ung thư. Mà trời Phật đã thương tôi. Tôi còn sống tới bữa nay là mừng lắm rồi. Ở tù là anh em ở tù chết rất là nhiều lắm. Thường người ta bị bệnh một lần là ta biết sợ, người ta lo tu lo quay đầu rồi.
Còn bác bị ba lần bác không quay đầu, bác cũng chi dữ. Quay đầu rồi chứ còn gì nữa, quay đầu. Quay đầu mới ngồi đây phải không? Quay đầu lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội để mà chưa có cơ hội để mà gặp Minh Vương. Minh Vương đâu? Chỉ còn không thấy à. Hay là Phật, cái là trong cuốn sách Đức Thầy nói. Còn cái chuyện thiệt cái giả thì mình phải chờ bốn cái bài tẩy, đánh bài poker mà. Đang đấu với nhau, thiện thần với ác thần đang đấu. Con chỉ cái cây bài đầu tiên, đúng, con là có cái chút đặc biệt vậy đó. Nhưng mà còn Minh Dương hay là gì á, bây giờ mười mấy người dành cái chức đó con nhường cho họ hết. Nhường hết rồi đó. Họ không gặp Minh Dương mà gặp là người chân tu. Nói cho nó đúng vậy. Con chỉ nhìn con với khía cạnh là không còn dính với đời nữa, không còn ham tiền nữa. Có nhiều là đem móc ra lấy của riêng làm của chung là được rồi, nhiều đó thôi. Còn mấy cái phần khác có ai hiểu tới đâu rồi tính tới đó. Tâm linh thì con nói chuyện trên trời rồi đó. Mấy gì rất là thiệt, con sống bằng nửa ở đây, ngồi ở đây, phần nửa là ở trên kia. Là thật, chứ không phải là có nhiều người tu mà mong gặp Phật, đâu phải ai cũng gặp được đâu. Tôi nghĩ như anh nói là cái Thiên Long Sơn nó tỏ ra 50 mai gì vậy, thì tôi ở cái nhà tôi là chưa tới 50 mai để đường chim bay. Như vậy thì tôi cũng đi, tôi nhiều chỗ tôi mua mobile home mà sao lại cuối cùng lại tôi vô cái chỗ 237 mobile home tôi mua đó gần ở đây thì cũng đỡ. Để cũng nhờ được cái điểm quan của Thiên Long Sơn che chở khỏi cho những cái thiên tai, ví dụ như động đất hay là bão lụt rồi, chứ ở đây là thường hay động đất lắm. Mấy cái đám mà thổ tả nó cấu kết với tổng cục hai ở đây mà hãm hại cái Thiên Long Sơn, bây giờ mình mới ngồi bụi đời ở ngoài này nè, thì cái gì nó cũng có nhân quả. Sau này Cali sẽ có trận động đất. Tôi cũng có cái theo dõi trên đài đài rồi, mình có nói gì đó, các nhà chiến tinh gia như người ta cũng nói, mà không biết là tới năm nào. Chứ lúc kia đậu nghề năm 2000 rồi tới năm 2012 tận thế mà được thấy đâu có đâu, có trẻ giờ ơn trên đã coi như đã thay đổi được. Nhưng mà cái điểm chính là cái trái đất này sẽ trở lại một thời vàng kim, mà con người của thời đó không có khổ như con người của mình thời hôm nay. Cái nghe mình không có đi làm nhiều mà vẫn đủ ăn, vì bề trên cho mình có nhiều thời giờ để mà lo đọc kinh, lo tu tập, đúng không? Rồi dạ lại cũng không có còn đi lính bắt lính nữa, đúng không? Thì là sướng rồi, cũng không mấy cái nước giàu á, nó không có chế vũ khí nữa, mà nó dùng tiền để nó lo cho những cái nước nghèo. Rồi lúc đó đó mình sẽ chế những cái chiếc gọi là đi ngoài vũ trụ á, chứ không phải giờ mình một bên thì chế Miss như Miss 21 hả, mấy là bay, còn bên thì chế F-35 để bắn với nhau. Mỗi một chiếc là mấy trăm triệu phải không? Mấy chục triệu vậy đó. Một chiếc là có thể nuôi cả quốc gia rồi, tại sao phải phí tiền vậy vậy? Trong khi bao nhiêu nước nghèo á, người ta chỉ cần là phân nửa, một phần trăm của tiền mà làm vũ khí của thế giới thôi là cả cái thế giới này ai cũng giàu hết. Bữa giờ mỗi một ngày đánh trận ở Ukraine với Nga đó, theo con nghĩ một ngày á, nghe cũng tốt khoảng 2-3 tỷ, khủng khiếp á. Với lại mà Trung Cộng máy bay giấy của nó đi bay mà hù thôi, bay qua bay về bay tới luôn, tiền xăng không một ngày con nghĩ cũng cỡ cả tỷ đô á, mà trong khi dân của nó thì nghèo quá trời nghèo. Bay đi hù thôi mà cũng tốn tiền xăng, chứ phải hù là không tốn đâu. Hù thôi cũng tốn. Mà cần gì phải hù, lính quýnh thiệt cho rồi, cần gì phải hù. Thì
Nhưng mà không biết là chỉ hù thôi, đánh không có lại. Đồ vàng mã sao đánh lại ai? Nhưng mà sợ anh chơi cái vụ khí vi trùng học đó, anh chơi cái vụ và Covid chứ. Bộ mang dứa vô anh đuôi à? Dứa vô đầy bầu trời á, thằng nào mà rụt địch đi. Nó canh hết trơn rồi, hãy mà bắt đầu mà lên á, nó nẻ xuống cái là nổ ngay chỗ mày luôn á. Trước á thì tôi nghe nói là chính Mỹ cũng lo, lầu năm góc nó cũng lo là UFO là bạn hay là thù. Nhưng mà bây giờ thì mới rõ là UFO là bạn của chúng ta. Nó không phải là bạn, nó là một loại người nói chuyện được với Thượng Đế, với chư Phật. Và con là người đầu tiên nói UFO đã tiếp xúc với mình. Yes. Và con cũng có thể nói là hiện bây giờ nó cũng hay hợp hành với trong những cái bộ chính trị của Mỹ á. Để mà nó lo mấy cái này. Nó lo cái trường hợp. Chứ nếu không á là cả cái trái đất mình á, thằng nào á yếu cũng có bom nguyên tử cũng bấm, thằng nào mạnh cũng bấm, mạnh ai nó bấm làm sao. Thằng Kim Jong Un nó cũng muốn bấm thử á, cho đã cái tay phải không, tại tốn tiền nhiều quá, bấm nó không chịu, nó cũng cần thích bấm mà phải không, tại cái tâm ác á là thích bấm, giống như người chơi game vậy đó, bấm đi, bấm là mày tiêu với UFO á. Con là người nói UFO sẽ sống với nhân loại, tại vì mấy vị nói con mà. Khoa học người ta đang nghiên cứu, người ta phát hiện ra cái UFO là người ta sợ lắm, người ta không biết là bạn rồi. Nhưng bây giờ thì đã rõ ràng rồi, nhưng mà rồi có những cái nguồn tin là nói là chính là UFO, tức là một cái cơ quan bí mật của thì mình cũng không biết. Tôi là người thường, tôi chỉ có những cái phán đoán như thế thôi. Còn chỉ biết mấy chữ thánh, mấy chữ thần của mình á. Có nói với con về chuyện UFO. Tại hồi lúc rồi con bắt đầu hiểu về tâm linh á, con cũng không có nghĩ con là người khác hơn người thường nữa. Mấy vị mới nói con là không phải người thường, thì mấy vị mới dạy con từ chút, dạy những cái gì mà người đời không có sách nào mà viết hết trơn á, thì trong đó có UFO. Có, thì từ đó con mới nói là có UFO. Thì bây giờ tự nhiên gần đây biết bao nhiêu quốc gia nó cũng nói y chang như con. Những cái gì mà ai mà coi lại mấy clip cũ đi, hoặc là hỏi mấy người cũ ở trên núi đi, là con nói trước hết rồi. Nó nghe lời của Thượng Đế để bảo vệ trái đất mình. Nhưng mà cách đây chừng 3 tháng mấy gì con nói, nếu mà dĩa vô mà nó muốn tiêu diệt mình á, trong vòng 7 ngày không còn một bóng người trên trái đất, chỉ đúng một tuần lễ thôi. Mấy vị nói vậy mình quán hồng 7 tỷ người mà nó giết trong vòng 7 ngày là sạch sẽ. Bề trên nói con vậy á,